cha cha ra cha, la 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 la, la 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 la. Hãy cứ hát ca đi, hãy cứ sống yêu thương, dù cho bao dù cho rối hà, mãi mãi quấn quýt nhau, mãi mãi hát khúc ca. Cậu vừa đủ xoài sung sari, cậu vừa đủ xoài sung sari. Em ấy chứ. Mày nói gì? Mày còn ngụy biện nữa. Mà tao tát mày nghe chưa? Chị từ từ nào, làm gì mà cứ động tay động chân thế nhở? Em nói chị nghe này, anh người yêu chị cưa em nên em đổ. Và anh ấy còn nói với em ý, là nếu mà chị không điêu ý, thì anh sẽ yêu chị nhiều hơn. Mày nói gì? Ây da, ây da. Dám giật bồn tao, dám giật bồn tao. Ây da, giật bồn tao. Ây da, nếu mà mày giật bồn tao thì không dám đâu. Chị đừng cầm lại nghe chưa? Để em cũng nhìn đâu. Mày làm gì tao? Còn mày làm gì tao? Lấy đi. Mày làm gì vậy? Chị đánh lại chứ sao nữa. Cắt. Các bạn làm tốt lắm. Xong em. Sao Bình té có bị sao không em? Dạ không, cảm ơn anh. À, rồi, có bài xấu. Em làm tốt lắm, anh chính thức mời em vào vai chính cho phim này. Hả? À. Thật á hả? Rồi, còn Nữ Tường á, em đi gặp với chủ nhiệm với lại bên nhà xuất phim. Anh thấy là nên cắt hợp đồng với em từ đây rồi. Cái gì? Em có nghe lộn không vậy? Không, mọi người có ai nghe lộn không? Không. Tôi vừa nói mọi người có nghe lộn không? Thứ nhất á, là Nữ Tường anh nói là cái phim này á, có rất là nhiều cảnh mà đánh, không? Anh ghen. Và bây giờ nếu mà mình cần diễn viên đóng thế thì mình đóng thế những vai ở vai đua xe, hay là hành động, hay nhảy lầu, hay bị là cái cảnh mà mạo hiểm. Còn bây giờ cái cảnh đánh anh ghen thông thường như này mà em cần đóng thế, anh thấy là những cái cảnh này anh yêu cầu em phải đóng thật thì nó mới cảm xúc, nó mới thật được. Thì diễn viên mà cái lúc động cái là cái cảnh nào mà cần đau xíu mà em cần đóng thế. Nè. Đấy. Nhưng mà em nổi tiếng, em đẹp, em có quyền. Em đẹp, em có quyền, em có nói chuyện nhà xuất. Còn anh thì anh chính thức cắt từ đây hợp đồng với em nhá. Em làm việc với chủ nhiệm đi. Rồi, có bài xấu, mặt bị tát rồi có bị sao không? Rồi, các bạn làm tốt lắm. Dạ, đúng rồi đó Diện. Hôm nay em thấy ôm mấy sáu đóng tốt lắm á. Diễn với mấy người như vậy á, em mới có hứng. Chứ đâu như ai kia. Ê, hồ hả mày? Rồi, rồi. Nếu Tường, có gì em với nhà xuất nói chuyện sau nhé. À, bên chủ nhiệm nè. Dạ. À, có gì gặp Nếu Tường nói chuyện cho anh. Dạ, ra ngoài. Dạ. Rồi, em đi theo ra luôn đi em. Rồi, anh chính thức mời ôm mấy sáu vào vai chính phim này. Thì ngoài việc mà em diễn xuất vai chính ấy, thì em sẽ tham gia rất nhiều những cái cảnh đóng thế cho diễn viên phụ. Dạ. Như bây giờ là đua xe này, bé xe này, nhảy lầu này. Nhảy lầu được không? Được. Anh yên tâm, tất cả mọi người em sẽ làm thật tốt. Nhưng mà nếu anh làm như thế, chị Liễu Tường có... À, không sao, em đừng lo vấn đề đó. Thứ nhất là anh có nói chuyện minh bạch trước đoàn phim mà, chứ đâu phải là anh làm nén nút gì đâu mà sợ. Không phải lo nhá. Rồi anh em, chuẩn bị sát ra cảnh tiếp theo nào. Thế kế đâu? Ra chuẩn bị xét đến cảnh tiếp theo đây. Chưa à? Mai,
không? Em đâu có cướp bồ của chị đâu mà chị ơi. Hoa, mày còn dám ném phéng với bồ của tao, tao sẽ cho mày chết. Hoa điêu hoa liền nhảy bổ vào đánh Mai nữa. Nhưng lần này Mai không chịu đựng. Sau khi nhận một cái tát nghe trời giáng của Hoa điêu Nga thì Mai liền nổi giận. Cô đứng dậy tát cho Hoa điêu Nga một cái bốc còn hơn cả trời giáng. Rồi Hoa và Mai lao vào đánh nhau bầm dập, không bên nào chịu thua bên nào. Giáng à! Chị ơi, em đâu có một cơ bồ chị đâu mà. Tao nói cho mày biết nhá, mày ném phèng với chồng tao, à yêu tao, biết tao làm mày nghe chưa? Nhưng mà em không có ném phèng với anh ấy, mà anh ấy có ném phèng với em. Em phải làm thế nào chị? Này, nó ném phèng với mày thì mày phải tự biết đường mà mày trốn đi chứ. Sao mày lại ném phèng lại với nó? Quá ha, mày giỏi quá ha, mày giỏi ha. Mày giỏi ha. Rồi mày làm thế nào chị ơi? Mày à, mày nhớ đây. Mày à. Con khùng, chỉ là con xấu nó học làm diễn viên đóng thế thôi mà cái tưởng nó té lầu hay là nó rớt giếng vậy á. Trời ơi, nó làm như trái nhà vậy á. Ủa mà cái con nhỏ này, tôi đã cấm rồi, không có cho nó làm cái chuyện nguy hiểm đó mà sao nó còn dẫn dắp làm là sao? Ừ, đúng con nói vậy á. Mà sao mày biết? Hồi nãy á, con thấy dì Sáu đang đọc kịch bản để chuẩn bị tập diễn ở trên phòng á. Con lộn con nhỏ này báo cho bà cô ấy má nghe nè. Nó lì ghê nơi vậy đó. Cái nghề đó đâu phải là dành cho con gái đâu. Không được, cái con nhỏ này mà thả nó ra đó ha, nó dám chọn cái nghề đó lắm à. Con cũng nghĩ vậy đó. Bắt đầu từ bây giờ nhốt nó lại, không cho nó bước ra khỏi phòng. Vậy là xong một phim. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một bộ phim mới hoành tráng hơn. Cái gì? Dì còn định đóng phim mới đó hả? Con nói cho dì biết, từ nay dì đã bị cấm túc. Gì? Tại sao lại bị cấm túc? Thì từ nay mỗi lần dì đi đâu thì phải dì phải báo cáo rõ ràng cho bà cố và má con biết. Còn nếu như mà dì đi đóng phim á hả, thì đừng có mơ ha. Ai bảo con là dì không phải đi đóng phim hả? Tại sao? Ai? Ai dám cấm dì không phải đi đóng phim? Em cấm nè chị. Cấm vậy đó có được không? Có gì bức xúc không? Sao chị lỏ mắt chị nhìn em vậy? Tại vì con đau mắt đấy nội. Mỏi mắt quá. Mà nội, sao nội cấm con? Nội, con nói cho nội biết này. Rõ ràng là như này đúng không? Con người ta ai cũng có hai cái chân. Đúng rồi. Mà đôi chân để làm gì? Đôi chân là để đi đây đi đó. Đúng. Tại sao nội cấm con? Sao con đi được đúng không? Đúng rồi. Người ta có cái đầu á để suy nghĩ. Dạ. Để biết nghe lời. Dạ đúng rồi ạ. Mà sao mày có cái đầu để nghe lời hả? Cái con kia hả? Mày muốn đi đâu cũng được chứ đi đóng phim là không. Tại sao không nghe lời? Nói hoài không nghe là sao? Tại đóng phim làm cascader là niềm đam mê của con mà. Đam mê cái gì mà đam mê hả? Cái nữa không chọn cái nghề gì như là thiêu thùa mai giá nấu ăn rồi để mai mốt lấy chồng. Con cái nghề gì mà nguy hiểm như vậy hả? Hả? Phải chi làm diễn viên mà điện ảnh mà nổi tiếng đi hen, làm ngôi sao rồi kia rồi có nhà lầu xe hơi rồi thì ta còn mơ ước. Sao mơ cái đó? Con gái gì mà mơ ước? Trời ơi, đóng thế cái cả đơ đơ cái gì trèo lên tuột xuống nguy hiểm vậy mà chọn cái gì? Mai mà mai thôi thì là gãy chân rồi, thấy biết không? Vậy mà vẫn còn đi nè, nói cho biết trước nghe chưa,
mai mốt mà còn cái tư tưởng đó nữa đó em, thì ở trong phòng thôi, không được xuống lầu nữa, chứ đừng nói đi ra ngoài đường. Con biết chưa? Công nhận nó diễn hay thiệt ta ơi. Ác dễ sợ luôn, con người ta thê thảm gì mà nở lòng nào mà đánh cho được hả? Trời, cái con nhỏ diễn viên này á nội, diễn viên mới mà diễn ngay ngắn ngủn mà hay quá trời hay luôn. Hồi nãy giờ con kềm á nha, chứ không là thém khóc luôn á. Động dễ sợ luôn, muốn khóc luôn á má. Ý mà hình như nó quay ở cái quán Kim Thi thì phải hả? Phải không? Đúng đúng rồi cô. Ủa nội nói cũng mới nhận ra nha, hiền chỉ có thấy cái bối cảnh này nó quen quen. Ừ, ủa mà con nhỏ đóng diễn viên này nó cũng quen quen nè, giống như nó ở đâu trong xóm nhà mình đó nội. Đúng rồi đó má, con thấy cái người diễn viên này nó quen. Thôi sợ quá, thấy người xa mất hoàng làm họ. Không có, nó quen thiệt đó má. Thôi mà quen. Ủa sáu, ô ma sáu, đúng là con xấu rồi. Nội, con xấu nó đóng phim kìa nội. Nó đóng phim hay quá rồi. Ôi trời xấu ơi, chị xấu được đóng phim cơ mà cô. Trời ơi, chính ra nó diễn hay ghê á nội. Hay gì mà hay? Kiếm con. Hay thiệt mà. Tao biểu kiếm con. Đang hay mà kiếm cô không? Bây giờ kiếm hả? Thiệt không? Anh nhớ chị quên. Ủa? Cô quay xấu nữa kìa nội. Trời ơi, con nhỏ này hai kênh có mặt liên tục luôn. Vậy là nó nổi tiếng quá trời quá đất rồi. Kiếm con. Kiếm giùm tôi. À, bạn ô mai xấu, bạn có cảm nhận gì về cái vai diễn trong cái bộ phim này không? Bạn có thể chia sẻ cho mình cái ít cảm nhận của bạn không? À, vai diễn trong bộ phim Con Cò Lặn Lội Bờ A là một vai diễn rất là khó đối với ô mai xấu. Và ô mai xấu thì thực ra là một người mà cũng không có học qua trường lớp gì cả, nên là cũng phải rất là cố gắng nhiều hơn để có thể hoàn thành tốt cái vai diễn của mình. Trời ơi, trời nhìn kia, con xấu nhà mình sẽ hâm mộ dây quanh tùm lum hết trơn á. Bây giờ kinh nào cũng có nó, bây giờ hả, nó mua hết nguyên đài truyền hình luôn rồi đó nội. Bây giờ con nghĩ là chuyển kênh cũng có gì xấu nữa. Đừng kia chuyển kênh nha, nhà mình có ba kênh là chuyển mà quay lại từ đầu xấu luôn á. Con hâm mộ gì xấu á ơi, con không ngờ là gì xấu lại hết như vậy luôn á má. Mày nói nghe nè, nói thiệt á nha, bây giờ má hối hận ghê vậy đó. Nhưng mà không sao, mai mốt nó sẽ là một kỷ niệm đẹp với dì xấu con. Dì xấu con sẽ trở thành người nổi tiếng. Mai mốt nếu như chị được phỏng vấn với tư cách là chị của người nổi tiếng, thì chị sẽ nói rằng tôi và em xấu đã có những kỷ niệm rất là thân thiết gắn bó. Đặc biệt tôi đã từng được hân hạnh ký đầu em ô mai xấu. Ký đầu ngôi sao nó sướng hơn ký đầu người thường nha. Có người phỏng vấn và những đứa bạn con nó hỏi á, thì con sẽ trả lời với nó là hằng đêm con và dì xấu đã ngủ chung với nhau. Con trả lời gì đâu mà bình dân quá à, không có nổi tiếng đâu. Dì xấu là người nổi tiếng không phải giật tích ăn theo. Chẳng hạn như là tôi đã từng chăn gối với diễn viên ô mai xấu, nghe thấy nó ghê hơn không? Trời, con nói chỉ có mình má nó thông minh như vậy luôn á. Riêng bà nội ha, con thấy bà nội còn sướng hơn nữa. Tại vì bà nội là người thường xuyên được nhốt con... Ủa bà cố đâu rồi? Cố đâu má? Đây mà. Cô không biết hả? Nội ơi. Bà cố ơi, đang coi hai bà cố ơi. Ủa, bà nội đi đâu rồi? Để con vô phòng. Con nội khỏe không vậy? Con nội có trong phòng không? Bà cố ơi, bà cố nè. Đâu rồi? Nội ơi, nội. Nội ơi. Có má ơi, vậy bà cố đâu con? Trời ơi, tự nhiên đang chương trình cô mới xấu hoành tráng vậy, bà nội bỏ đi đâu vậy? Nội. Vì sao con khóc? Con ân hận quá. Sao mà con đã ép một tài năng. Ủa tụi bay mà. Nội, sao tự nhiên nó ngồi đây nội khóc ngu vậy? Nội ân hận, nội đã ngăn cấm một tài năng. Nội đâu có biết và cũng đâu có tin được là gia đình ngũ quả có người được lên TV. Không sao nội, ân hận là tốt rồi. Bây giờ con nghĩ vậy nè, nội nên cải thiện sửa sai bằng cách là lên mở phòng ra cho ông mai xấu nó xuống, nó chứng kiến cái cảnh thành quả của nó đi nội. Bà cố thả gì ông mai xấu ra đi bà cố. Đi nội. Nội ơi, phòng con xấu hướng đằng sau. Nội ơi, nội đi đâu vậy nội?
Nội đi lên phòng thả nó đi nội. Con ngại gì vô sao đi. Nội đi đâu vậy? Con đi đâu? Mở cửa cho ngu sao. Cầm cái điện thoại theo, lên trển má với con tranh thủ selfie với con xấu cái post lên Facebook, ăn theo người nổi tiếng, bảo đảm mà 1000 like là ít. Okay. La 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 la.